Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Nhật. Mình là Hiếu Trang. Thì hôm nay anh em của mình làm video này để cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ team của mình trong thời gian qua. Và trong thời gian qua thì team của mình có sản xuất một cái phim dạng series short phim dọc á, tên phim là Sống Hoặc Chết. Thì mọi người nghe cái tên là mọi người thấy nó ấn tượng về hành động đúng không? Thì nói chung là cái short phim dọc á, nó cũng bị hạn chế về rất nhiều về cái phần hành động của team. Thì sắp tới công ty của mình là Trung Minh Picture và kênh YouTube là Trung Minh Picture sẽ sản xuất một series phim hành động dạng khung ngang. Thì khung ngang thì nói chung là nó sẽ là thế mạnh của tụi mình hơn. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ tụi mình trong thời gian qua. Mọi người có ý kiến gì đó thì cứ đóng góp ý kiến dưới bình luận để cho mình, Minh Nhật và Hiếu Dây sẽ hoàn thiện mình hơn. Và thì thôi, bây giờ nhường lại cho Hiếu Dây đi. Đây cũng là lần đầu tiên mà Hiếu tham gia một dự án với vai trò là diễn viên. Thì Hiếu rất là thích cái dự án này. Và sẽ nhanh thôi, không lâu đâu thì các bạn sẽ thấy được những sản phẩm tiếp theo của Hiếu và những nhân viên của công ty Trung Minh Picture. Mọi người nhớ đăng ký, theo dõi, chia sẻ và like kênh Trung Minh Picture. Cảm ơn tất cả mọi người.